có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh trong tiết trời tháng 2 khi sắc xuân vẫn còn đâu đó trên những con đường. Và chúng tôi có cuộc gặp gỡ với con gái đồng chí Huỳnh Tấn Phát, người cộng sản kiên trung mẫu mực. Cuộc đời của ông là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế, suốt đời hy sinh, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát được ra đời năm 2007 với mục đích tạo điều kiện hỗ trợ sinh viên chuyên ngành kiến trúc, quy hoạch, giàu tài năng và say mê nghiên cứu khoa học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Được thành lập theo di nguyện của cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, nguyên Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Việt Nam và Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Ba tôi thì cũng lớn lên trong cái gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cũng nghèo. Tuy nhiên nhờ ông học giỏi mà ông được học bổng. Và khi ông mong một cái ý tưởng là muốn thành lập một cái quỹ để giúp cho các cái bạn sinh viên mà có hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ được thực hiện cái giấc mơ mà của mình. Thành ra thì tôi hứa với ba là tôi sẽ thực hiện cái chuyện đó, mà cuối cùng là tôi đã thành công. 15 năm hoạt động, Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát đã trao và hỗ trợ tài chính cho 259 sinh viên, trong đó có 30 em đạt thủ khoa, á khoa cùng các giải thưởng thiết kế lớn hoặc du học nước ngoài, đem đến cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng cho hơn 10.000 lượt sinh viên bằng 9 chương trình dự án lớn, tạo ra những giá trị vô cùng tích cực cho cộng đồng kiến trúc sư Việt Nam. Cái giá trị mà quỹ học bổng Huỳnh Phát mang đến cho tụi em là rất là lớn. Nó không chỉ dừng lại ở việc là trao cho các bạn một cái nguồn tài chính và để các bạn tự đi tiếp con đường, mà là quỹ sẽ đồng hành cùng các bạn tạo ra các cái điều kiện cần và đủ để cho các bạn thật mạnh mẽ đi trên cái con đường đó. Em có một cái ấp ủ là sẽ phát triển sự nghiệp hơn nữa để sau này có thể có một phần nho nhỏ nào đó trong cái hành trình cao đẹp của quỹ, để có thể sau này tên của cố kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát sẽ luôn được nhắc đến với một cái lòng tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc. Năm 1933, đồng chí Huỳnh Tấn Phát thi đỗ vào khoa kiến trúc khóa 8, trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội. Với tài học của mình, ông nhận được học bổng toàn phần. Năm 1938, ông tốt nghiệp với tấm bằng kiến trúc sư hạng thủ khoa. Ra trường, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát về lại Sài Gòn và làm việc tại văn phòng kiến trúc sư của người Pháp tại số 6870 đường Mayer, nay là đường Võ Thị Sáu. Hai năm sau đó, ông là kiến trúc sư Việt Nam đầu tiên mở văn phòng kiến trúc sư tại Sài Gòn. Năm 1941, ông đạt giải nhất cuộc thi thiết kế trung tâm hội chợ triển lãm Đông Dương do Toàn quyền Đức Khu tổ chức, nay là công viên Tao Đàn. Nhiều công trình do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát thiết kế trước năm 1943 tại Sài Gòn đến nay vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp cổ kính, phù hợp với khí hậu phương Nam. Một số biệt thự như số 7 Lê Duẩn, số 151 Nguyễn Đình Chiểu, số 6 Nguyễn Huy Lượng đã trở thành trụ sở cơ quan đối ngoại hoặc trung ương. Tiếng tăm của ông không chỉ ở Sài Gòn mà còn vang xa với nhiều công trình nổi tiếng ở các tỉnh Mỹ Tho, Cần Thơ, Long Xuyên, Đà Lạt. Thầy Huỳnh Tấn Phát dường như là một cái người kiến sư của thế hệ đi đầu. Thì những cái công trình mà thầy Huỳnh Tấn Phát mang đến cho thành phố Hồ Chí Minh á, nó mang đến cho cộng đồng nhiều hơn. Ví dụ như những cái nhà hát hòa bình thì mục tiêu cuối cùng đó vẫn là phục vụ cho tính cộng đồng. Và cái giá trị đó mới là cái giá trị vô giá mà những công trình của thầy Huỳnh Tấn Phát nó mang đến cho mọi người. Ông Huỳnh Tấn Phát sinh ngày 15 tháng 2 năm 1913 trong một gia đình yêu nước. Cha là Huỳnh Tấn Đặng, mẹ là bà Quảng Thị Út. Hoàn thành chương trình học trường làng, rồi đi học trường công lập Mỹ Tho, nay là trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu. Tới tuổi học trung học, Huỳnh Tấn Phát thi đỗ vào trường Petruski, ngôi trường danh giá bậc nhất miền Nam thời bấy giờ, nay là trường phổ thông trung học chuyên Lê Hồng Phong. Ở cấp học nào, ông cũng là học sinh xuất sắc, là niềm mơ ước của bạn bè cùng trang lứa. Những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương tại Hà Nội, ông không chỉ nổi trội bởi tài học mà còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào sinh viên yêu nước.
Sau này, ông trở thành hạt nhân đoàn kết trong giới trí thức yêu nước và cũng là chân lý sống của ông trong suốt hành trình yêu nước và đi làm cách mạng. Mình cũng có hỏi ba là nếu mà ba không đi cách mạng thì con nghĩ là ba giàu lắm. Vì ba lúc đó là khi tốt nghiệp là đã là tốt nghiệp thủ khoa, rồi lại là kiến trúc sư rất giỏi và là người kiến trúc sư Việt Nam đầu tiên mở văn phòng, dám mở văn phòng ở khu vực phía Nam để cạnh tranh lại với các cái văn phòng kiến trúc sư của người Pháp. Đó. Thế thì ba cũng chỉ cười nhẹ nhàng thôi. Thì ba nói với tôi là cái đấy là xu hướng chung, cái thời đại của ba là cái tinh thần yêu nước nó lên cao lắm và đang là chống Pháp. Thì cái điều đương nhiên của các thanh niên trẻ là mình phải làm cái gì đấy cho đất nước. Và ba cảm nhận cái chuyện đó và ba đã đi theo cách mạng. Tuy nhiên có được người chú Quỳnh Văn Phương, tức là tôi gọi là ông chú đấy. Thì ông là luật sư và ông đã là người đầu tiên đã cho ba tiếp cận được cái chủ nghĩa Mác Lênin, cái quyển sách về chủ nghĩa Mác Lênin, và ba đã đọc nó và ba đã cảm nhận được và ba đã quyết định là mình sẽ đi theo cách mạng. Trong thời kỳ tiền khởi nghĩa cách mạng tháng 8, phong trào học sinh sinh viên yêu nước rầm rộ từ Bắc chí Nam. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát, lúc bấy giờ là kiến trúc sư ra trường đã lâu, có văn phòng riêng, làm ăn phát đạt. Thế nhưng, chí hướng của người kiến trúc sư trẻ ấy không vì mục đích làm giàu. Nên văn phòng ấy chính là nơi lui tới hội họp sinh viên trí thức yêu nước Sài Gòn. Tờ Tuần báo Thanh niên năm 1944 do ông làm chủ nhiệm trở thành cơ quan ngôn luận của giới trí thức trẻ. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản tháng 3 năm 1945, tham gia khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn và được cử làm phó giám đốc Sở Thông tin Báo chí của Ủy ban Nhân dân Nam Bộ. Cũng từ đây, ông tạm gác chuyên môn kiến trúc, dấn thân vào con đường hoạt động cách mạng chuyên nghiệp. Đầu năm 1946, Huỳnh Tấn Phát bị địch bắt tại nhà in bí mật số 160 đường La Grandière, nay là Lý Tự Trọng, và bị kết án 2 năm tù. Trong tù, Huỳnh Tấn Phát được anh chị em bầu làm trưởng ban đại diện Liên đoàn Tù nhân Chính trị Khám lớn Sài Gòn, 69 La Grandière. Đồng chí đã đấu tranh chống chế độ nhà tù hà khắc của thực dân và cùng anh em biến Khám lớn Sài Gòn thành trường học văn hóa, chính trị, quân sự, đào tạo một đội ngũ cán bộ cách mạng cốt cán sau này. Tháng 11 năm 1947, sau khi được trả tự do, đồng chí bám trụ tại Sài Gòn, liên lạc ngay với tổ chức, được phân công phụ trách công tác trí vận và báo chí ở thành phố, đồng thời là bí thư đảng đoàn Đảng Dân Chủ Nam Bộ. Thì khi mà được trao thả ra, thì lúc đó là cơ quan mà cần cũng có cái chính sách, vì vợ của đồng chí mình đang bị ở tù mới ra, còn bệnh tật rồi này khác, cho nên có cái giải quyết một cái thời gian cũng 5-3 tháng gì đó để mà gần gũi với gia đình, với vợ con. Và lúc đó thì thời gian của chú Tám công tác không biết có cái điều kiện nào mà sống chung cho gia đình. Theo chú Ba nghĩ là thời gian mà chú Tám là hạnh phúc nhất và có thể ấm cúng nhất. Năm 1949, ông ra khu giải phóng, được cử làm ủy viên Ủy ban Kháng chiến hành chính Nam đặc khu Sài Gòn Gia Định, trực tiếp phụ trách Đài phát thanh Tiếng nói Sài Gòn Chợ Lớn Tự Do ở chiến khu D. Đài phát thanh cũng là ngọn cờ hiệu triệu nhân dân ủng hộ cách mạng, đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược. Năm 1959, ra vùng giải phóng, khu Tam Giác Sắt, đồng chí được cử làm khu ủy viên chính thức đặc khu Sài Gòn Gia Định. Ngày 20 tháng 12 năm 1960, đồng chí Võ Chí Công, Phùng Văn Cung và Huỳnh Tấn Phát đứng đầu Ủy ban Trung ương lâm thời Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Năm 1962, đồng chí được Đại hội Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lần thứ nhất bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận. Đồng chí còn là Ủy viên Đảng đoàn Mặt trận, Ủy viên Ban Mặt trận Trung ương Cục, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng kiêm trưởng Ban Chí vận Mặt trận của khu Sài Gòn Gia Định. Xuân Mậu Thân 1968, đồng chí chỉ đạo Ban Chí vận Mặt trận khu Sài Gòn Gia Định vận động một số nhân sĩ trí thức yêu nước tiêu biểu
qua các phong trào văn hóa, xã hội, chính trị ở Sài Gòn, ra khu, thành lập Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam. Tháng 6 năm 1969, Huỳnh Tấn Phát được Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam bầu làm Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Có thể nói rằng cái thời đó là người ta chỉ biết là mặt trận là luật sư Miễu Thọ, Chính phủ Cách mạng lâm thời là kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát. Mà quá trình chiến tranh nó kéo dài là người ta biết đây là những trí thức yêu nước, những trí thức kia là ở thành phố này đã đương đầu với thực dân Pháp. Nhưng ai cũng biết rằng kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát và luật sư Miễu Thọ là cuộc sống về vật chất không có thiếu thốn. Mà thậm chí đó, nước ngoài nó cũng muốn dụ dỗ hai vị này để mà tham gia cái chính quyền. Nhưng mà đâu có được. Cái ranh giới giữa yêu nước và tay sai nó rất rõ. Chính nghĩa và phi nghĩa rất là rõ. Thì cái đó là nhân dân rất rõ. Và khi mà thành lập mặt trận đó, đâu phải chỉ ở trung ương, ở tỉnh, thành, phường, xã đều có mặt trận. Và đến khi mà chính phủ Cách mạng lâm thời hình thành đó, thì cũng có cái chính quyền ở quận, huyện, phường, xã. Thì như vậy đó là nhân dân, thanh niên rất là tin tưởng. Thậm chí sau này giải phóng tôi có gặp những thanh niên, người ta nói nếu như vì nghĩa là luật sư Nguyễn Thọ, Huỳnh Tấn Phát ta sẵn sàng ta chết. Nhưng người ta cũng hiểu rằng đó là có sự lãnh đạo của đảng. Nhưng mà những người này có uy tín chẳng những trong nước mà cả thế giới. Mà chiến tranh càng ngày do cái chính nghĩa càng ngày càng thắng lợi. Thì như vậy là biết bao nhiêu người đi theo kháng chiến. Trong thời kỳ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, ông đã đóng góp tích cực vào hoạt động nâng cao uy tín, vị thế của mặt trận. Trong những dịp đi các nước, ông cùng các thành viên của mặt trận tố cáo tội ác đế quốc Mỹ, đem tiếng nói chính nghĩa của nhân dân miền Nam tuyên truyền, gây dư luận rộng rãi và kêu gọi các nước đồng tình ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập. Chỉ trong thời gian ngắn, mặt trận đã có đại diện trong ban chấp hành của 11 tổ chức quốc tế, có quan hệ ngoại giao với 18 nước trên thế giới, có 26 tổ chức quốc tế, các chính đảng và tổ chức quần chúng ở nhiều nước công nhận. Về mặt đối ngoại, từ trước đến nay cũng như là sau này là luôn luôn sẵn sàng mở rộng quan hệ ngoại giao, hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật với tất cả các nước, miễn là trên cái không phân biệt cái chế độ chính trị, miễn là trên cái tinh thần, trên cái nguyên tắc là tôn trọng chủ quyền, độc lập của nhau, bình đẳng và đôi bên cùng có lợi. Thì như vậy cái thắng lợi của chúng ta sau này đó là phải nói rằng nó là một sự tổng hợp cái mũi quân sự, ngoại giao, chính trị và đặc biệt là cái binh vận. Đấy thì muốn nói cái hình thành cái uy tín để mà đi đến thắng lợi. Cái cuối cùng là cái vai trò của mặt trận, liên minh và chính phủ Cách mạng lâm thời rất là lớn. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát đảm trách rất nhiều chức vụ quan trọng tại mặt trận miền Nam Việt Nam và đều hoàn thành xuất sắc. Nhưng điều đáng nói hơn không phải là ở chỗ chức vụ, danh vọng, vị trí xã hội mà ông đã đạt được, mà là tấm lòng, nhân cách, đức độ, tác phong sống của một người trí thức chân chính. Người ta kính trọng ông, một kiến trúc sư, một trí thức lớn, sẵn sàng từ bỏ mọi vinh hoa phú quý của xã hội thượng lưu, lao vào cuộc chiến đấu một mất một còn của nhân dân vì độc lập, tự do. Trong sinh hoạt, đồng chí luôn thể hiện phong cách bình dị, gần gũi, ân cần, cởi mở, hết lòng yêu thương đồng chí, bao dung, sẵn sàng chia sẻ, cảm thông với những khó khăn của mọi người. Hôm nay về lại Tây Ninh thì trong khung cảnh này anh có kỷ niệm gì nhiều với ba em trong cái thời gian chiến tranh không? Tụi anh thì thường đưa bác Tám đi công tác rất nhiều lần. Rồi qua tiếp xúc thì thấy rằng bác Tám rất là con người rất là trung hậu, mà rất là hoạt bát, thậm chí là rất là tình cảm với anh em. Trong thời gian chiến thì hỏi thăm tụi anh là trong hoạt động có gì khó khăn không, hay là
là hỏi là tâm sự đời gia đình rồi đó, thì tụi anh cũng có cái trao đổi bác Tám, mà bác Tám rất là nhiệt tình, đồng thời nó quan tâm tới cái tụi anh để rồi gần gũi nghe lắm, gần gũi thấy ông thoải mái lắm, không có phân biệt, không phân biệt với trời, rất là nhiệt tình và rất thoải mái. Nhưng mà cái đặc biệt của ổng á là mình gặp ổng cái gì không biết, với cái đầu tiên là cười trước rồi mới hỏi và mới bắt tay đó ổng á. Khi lần đầu tiên về Trung ương Cục miền Nam, người đầu tiên tôi gặp là anh Huỳnh Tấn Phát. Anh ôm tôi đến cái ngày thứ hai thứ ba, anh thấy tôi bị lạnh, bởi vì ở trên núi cao thì thời tiết nó lạnh. Anh lấy cái áo khoác của anh ấy màu xám, anh khoác vào người tôi, làm tôi vô cùng xúc động và tôi có cái áo ấm. Thế đó là đêm ngủ không còn bị lạnh nữa. Và báo cáo thời sự là anh báo cáo. Có khi là anh lại vẽ sơ đồ cho mọi người coi nữa. Đấy. Cho nên là anh đối xử với mọi người rất là tốt và rất là thân thiện. Đấy. Cho nên là các cái nhân sĩ trí thức ở Sài Gòn ra mà được một người như thế mà tiếp xúc thì họ rất là xúc động. Đại thắng mùa xuân thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ở miền Bắc có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ở miền Nam có Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam. Việc thống nhất các tổ chức mặt trận vừa là nguyện vọng của nhân dân, vừa là đòi hỏi tất yếu của cách mạng sau khi nước nhà đã thống nhất. Mặc dù là Phó Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhiều công việc hết sức bận rộn, song với tư cách là Ủy viên Đoàn Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, đồng chí Huỳnh Tấn Phát vẫn tham gia đầy đủ các hội nghị chủ bị cho Đại hội Thống nhất và đóng góp nhiều ý kiến quý báu vào dự thảo báo cáo chính trị, điều lệ cũng như nhân sự Ủy ban Trung ương. Cái đóng góp lớn nhất của đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cái sự nghiệp đoàn kết dân tộc là năm 82 khi được phân công về mặt trận, thì đồng chí đã cùng đồng chí Hoàng Quốc Việt, đồng chí Xuân Thủy, đồng chí Nguyễn Văn Tiến làm cái chỉ thị 17 giúp Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Chỉ thị đó chính là sự chuyển tiếp từ bao cấp sang đổi mới với cái nội dung: một là đoàn kết trên cơ sở yêu nước và tán thành chủ nghĩa xã hội. Cái thứ hai, trong chỉ thị đó nhấn mạnh đến tạo cuộc sống mới trên địa bàn dân cư. Đấy là một cái điểm mấu chốt để về sau này Trung ương có cái nghị quyết về vấn đề dân chủ ở cơ sở. Trên cương vị công tác nào, đồng chí Huỳnh Tấn Phát cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc trọng trách của Đảng, nhân dân giao phó và có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác đối nội, đối ngoại của Hội đồng Nhà nước cũng như của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 5 năm 83, Đại hội 2 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí được bầu là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thì đồng chí góp phần rất quan trọng vào gọi là khép lại quá khứ, mở ra tương lai. Chính đồng chí là cái người cùng với đồng chí Nguyễn Hữu Thọ và luật sư Trịnh Đình Thảo đã tuyên truyền, vận động, thuyết phục để những người đã từng tham gia chế độ cũ tham gia vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cái đóng góp đó là giúp cho tất cả khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng đông mạnh và phát triển. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát khi mà giữ cái cương vị Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 1983-1988 thì đồng chí đã là một cái hạt nhân rất là tích cực để mà mở rộng tập hợp cái các tầng lớp nhân dân để mà đoàn kết, đồng lòng chung sức thực hiện các cái chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, cùng với Đảng và nhà nước vượt qua nhiều khó khăn thách thức trong giai đoạn này
và phấn đấu đạt được những thành tựu rất quan trọng, ghi những cái dấu ấn đậm nét trong công tác mặt trận của đất nước chúng ta. Đồng chí Huỳnh Tấn Phát là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế. Rất nhiều nhà lãnh đạo, nhân vật tiêu biểu và nhân dân tiến bộ thế giới xem ông là một trong những đầu mối để thiết lập tình đoàn kết gắn bó với nhân dân Việt Nam. Trên cả hai mặt trận đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, đồng chí đều làm tròn trách nhiệm, có những đóng góp đặc biệt quan trọng. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi của sự phát huy sức mạnh dân tộc. Nhất là đối với miền Nam trong hai cuộc kháng chiến, ông làm công tác mặt trận bằng cách dựa vào thực tiễn, bằng uy tín cá nhân, có sức hiệu triệu lớn. Con người vừa kiên định nhưng vừa lịch lãm, hay chứ. Lúc nào cũng chu chuẩn hết, quần áo, tóc tai, nói chuyện đồ các thứ. Người có được đào tạo phải nó quá kỹ thì nó thiệt. Đáng nể thiệt, tôi nói thật, cái chữ là đáng nể. À, nó để lại cho nhân dân mình một mẫu người, gọi là mẫu người dân vận, phải nói là tiêu biểu luôn. Và đặc biệt dân vận này là dân vận trí vận mới khó chứ. Nhưng mà bình thường là đã khó đâu, mà dân vận như người trí thức thì chú Huỳnh Tấn Phát là mẫu người tiêu biểu cho dân vận. Dân vận trí thức. Bác Huỳnh Tấn Phát, một người kiến thức sâu rộng, có lúc là khu quý viên của Sài Gòn Gia Đình, mà bác luôn luôn là rất khiêm tốn, không khi nào mà tiếp xúc với bác được thể hiện là đây là có chức có quyền đâu. Dù chiến tranh hay hòa bình cũng lúc nào cũng gần gũi và coi dân là gốc. Từ khi trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 3 năm 1945 cho đến cuối đời, đồng chí Huỳnh Tấn Phát tuyệt đối trung thành với lý tưởng mà mình đã chọn, trở thành một trong những đảng viên ưu tú của Đảng. Lý tưởng và tố chất của người Cộng sản đã làm cho tài năng và đức độ của đồng chí tỏa sáng. Suốt đời phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn tin vào sức mạnh của quần chúng và sự tất thắng của cách mạng. Đồng chí luôn lạc quan với nụ cười rộng mở, không bao giờ tắt trên môi trong mọi cuộc tiếp xúc. Tôi nhớ mãi khi tôi được phân công viết điếu văn để cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu, thì đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư của Đảng ta nhắc tôi rằng anh không được quên cái tiếng cười lạc quan của anh Tám Phát. Mà tôi thấm tiếc khi đến cái khoa lưu trữ của Thông tấn xã Việt Nam, hơn 6.000 bức ảnh thì chả có bức ảnh nào mà không có nụ cười. Cái nụ cười lạc quan đó đã giúp cho đồng chí đó vượt qua biết bao nhiêu khó khăn gian khổ. Thành đây không phải con người chỉ có lạc quan trong cuộc sống cá nhân hoặc là trong cách mạng, mà trong mọi hoàn cảnh đều thể hiện cái bản lĩnh của một con người mà gọi là luôn luôn hướng về cái đẹp của bản thân, của tổ quốc và của gia đình. Trên bất cứ cương vị công tác nào thì đồng chí Huỳnh Tấn Phát cũng tận trung với nước, tận hiếu với dân, làm việc rất trách nhiệm và có uy tín, được nhân dân tín nhiệm. Và có thể nói rằng là thân thế sự nghiệp cách mạng của đồng chí Huỳnh Tấn Phát luôn gắn chặt với cái sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và gắn liền với cái mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam, và làm một tấm gương sáng để cho các thế hệ cán bộ mặt trận học tập noi theo. Suốt cả cuộc đời, đồng chí Huỳnh Tấn Phát gắn liền với sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc và có những đóng góp đặc biệt quan trọng. Thắng lợi của cách mạng Việt Nam là thắng lợi của sự phát huy sức mạnh dân tộc gắn với sức mạnh thời đại, mà đồng chí là một trong những nhân tố then chốt. Tư tưởng đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong mọi đường lối chủ trương của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định đại đoàn kết tức là trước hết phải đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đại đa số nhân dân ta là công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động khác. Trong sự nghiệp cách mạng, trong sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, lao động trí óc có một vai trò quan trọng và vẻ vang, và công, nông, trí cần phải đoàn kết chặt chẽ thành một khối.
Với tinh thần yêu nước nồng nàn của mỗi người dân Việt Nam, Đảng ta đã lấy đó để mau chóng tập hợp được sức mạnh toàn dân tộc, tạo nên một khối đại đoàn kết vững chắc. Đây cũng chính là vũ khí sắc bén để Việt Nam tự hào chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, thực hiện được mục tiêu độc lập dân tộc và tự do cho nhân dân. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, thực tế đã chứng minh vấn đề đoàn kết toàn thể giai tầng, đoàn kết quốc tế vẫn còn nguyên giá trị. Đây cũng chính là chìa khóa để khơi dậy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc, đưa đất nước ta thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng ta đã trải qua 93 mùa xuân với biết bao khó khăn và thử thách. Chính sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đã làm nên những mùa xuân tươi đẹp cho đất nước, cho hôm nay và cho cả mai sau.